Hello, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video lần này của mình. Baby, I love you. You know that we will make it. Rất lâu rồi thì mới gặp lại mọi người trên cái kênh YouTube này. Hôm nay mình sẽ làm một cái video kiểu hơi tổng hợp một tí. Mình sẽ xếp hạng những cuốn sách của tác giả Higashino Keigo mà mình đã đọc. Thật ra mình mới đọc được 4 quyển thôi, cũng không nhiều lắm. Nhưng mà gần như là quyển nào thì mình cũng thấy khá là ưng ý. Tất nhiên là sẽ có những quyển mình thấy thích hơn, những quyển mình thấy không ấn tượng bằng. Thế nên là mình sẽ xếp hạng những cuốn sách đấy. Và nó đều là những đầu sách mà mình nghĩ là khá là quen thuộc của bác Keigo. Nhất là đấy là những quyển mà đã được xuất bản ở Việt Nam ấy. Cá nhân mình thì không phải là fan rất rất cứng của bác Keigo, kiểu không phải là quyển nào ra thì mình cũng đọc. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong số những tác giả yêu thích của mình. Và cái điều mà mình thích nhất ở sách của bác Keigo ấy, đấy là nó không chỉ là một câu chuyện trinh thám đơn thuần, mà nó sẽ có chiều sâu về nội tâm nhân vật ở trong đấy. Ok, thì mình sẽ không nói dài dòng nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào xếp hạng, bảng xếp hạng 4 quyển. Ok, thì quyển đầu tiên, mình nghĩ là mình sẽ chọn cái quyển mà mình thấy ít hay nhất đi. Thì đấy chính là quyển Bí mật Naoko. Thật ra ấy, cái quyển này là mình thấy là rất là nhiều tranh cãi nha. Tức là có nhiều bạn thì nói là rất là ghét cái quyển này, bởi vì là quyển này nó không phải trinh thám. Tức là giống như là mọi người bị lừa vậy, luôn được quảng cáo là một quyển trinh thám và nó được viết ra bởi một tác giả trinh thám. Thế nên mọi người đã kỳ vọng là sẽ có một cái những cái vụ án xảy ra xong rồi phá án, hoặc là kiểu đấy, hoặc là đi tìm hiểu bí ẩn gì đó. Nhưng cuối cùng nó lại là một cái quyển mà mình nghĩ là nó về hôn nhân, gia đình, mối quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ với con cái, các thứ nhiều hơn ý. Nó cảm giác giống như là một quyển tâm lý xã hội nhiều hơn là một quyển trinh thám. Dành cho những bạn nào chưa biết thì mình sẽ tóm tắt qua nội dung của quyển Bí mật Naoko. Thì mở đầu câu chuyện là có một cái tai họa khủng khiếp xảy ra với gia đình Hasuke. Thì anh này là một kỹ sư trẻ có một cuộc đời và một cái mái ấm rất là bình thường. Và cái vụ tai nạn giao thông đấy đã khiến vợ của anh chết ngay tại chỗ, và đứa con của anh thì hôn mê và có khả năng là sẽ phải sống thực vật cả đời. Mà sau đấy có một chuyện kỳ lạ xảy ra, đấy là tự dưng con gái của anh ý lại tỉnh dậy và tự nhận mình là vợ của anh ý. Thì nhìn chung đây là một câu chuyện rất kỳ quái về cái chuyện là linh hồn của người vợ anh này mắc kẹt trong thân thể của cô con gái của họ. Cơ bản thì khi mà cái cô vợ này mới ở trong thân thể của cái đứa con gái ấy, thì tất nhiên là mọi chuyện nó sẽ rất là kỳ lạ và rất là khó xử cho hai vợ chồng. Cũng như là họ cũng rất thắc mắc là thì rốt cuộc là cái đứa con gái thật sự của họ thì đã chết hay chưa? Tức là người chết là ai, là người mẹ hay là đứa con gái ấy? Theo mình thì cái điểm cộng của cuốn sách này đấy là nó khá là thú vị. Bản thân cái bối cảnh mà tác giả ném người đọc vào ấy, nó đã rất là hay ho rồi đúng không? Tức là nó là một cái chuyện kỳ bí mà khó giải thích. Thì cái cuốn sách này cũng có một cú twist phải đến rất là gần cuối thì mọi người mới biết được cái cú twist đấy. Nghĩa là nó cũng không có hint quá nhiều ở trong cái quá trình mà mình đọc. Thì đối với mình đây là một cái twist rất là cảm động. Và mặc dù là mình đã đọc cái quyển đấy lâu rồi, mình cũng không thật sự nhớ quá là nhiều chi tiết về cái cuốn sách này, nhưng mà mình vẫn nhớ là cái twist mình khá là ấn tượng. Mặc dù nó không phải là kiểu oh wow, siêu bất ngờ các thứ, nhưng mà nó kiểu ý nghĩa ấy. Và điểm trừ của cuốn sách này thì mình cũng đồng ý với rất nhiều bạn, đấy là đây không phải là một cuốn sách trinh thám. Thì cái yếu tố trinh thám của nó rất là ít, và giống như kiểu là nó là một cuốn tâm lý xã hội kiểu cho thêm yếu tố trinh thám vào để cho nó kịch tính hơn một tí thôi. Ok, cuốn sách thứ hai, tức là cái cuốn mà hay hơn Naoko một tí nhưng mà cũng không phải là một cuốn mình thấy xuất sắc, đấy chính là cuốn Phía sau Nghikan X. Cái nội dung chính của cuốn sách này thì sẽ nói về hai nhân vật, đấy là Ishigami Tetsuya và Yasuko Hanaoka. Yasuko là một người mẹ đơn thân sống một cái cuộc sống rất là bình thường, sống cùng với con gái. Còn Ishigami là một thầy giáo dạy toán, cũng là một người rất là bình thường, một người kiểu lầm lì, ít nói. Và hai người này thì là hàng xóm của nhau. Thì trong một cái lần mà chồng cũ của cái cô Yasuko này đến nhà cô này và bắt đầu phá phách các thứ, thì đại khái là có xô xát xảy ra, và thế là hai mẹ con nhà này đã tình cờ
giết chết cái người chồng cũ đấy. Khi mà cái chết đấy xảy ra thì hai mẹ con ấy đương nhiên rất là hoảng loạn, và cái người duy nhất mà giúp đỡ họ ở cái thời điểm đấy chính là cái anh thầy dạy toán Ishigami này. Thì anh này thì kiểu gần như cũng chả nói năng gì, nói chung là không biết, hành tung rất là bí ẩn, nhớ không? Không biết được là anh ấy là người như thế nào, anh ấy thói quen, sở thích, rồi cuộc sống các thứ như nào. Và bằng cái bộ não rất là thông minh, gần như là thiên tài của cái anh thầy giáo dạy toán này, thì anh ấy đã xử lý được cái xác, cũng như là tạo ra được những cái bằng chứng ngoại phạm, và chung là dàn xếp để cho nó trở thành một cái vụ án gần như là không có lỗ hổng nào. Sau đấy thì sau khi cảnh sát vào cuộc và các thứ thì nói chung là cảnh sát cũng chả làm được gì nhiều lắm. Nhưng mà sau đấy thì họ có gặp được một cái anh chàng tên là Yukawa. Thì đây là một giáo sư vật lý, và cái anh Yukawa này lại là bạn cùng trường phổ thông hay là cùng trường đại học gì đấy. Và bây giờ thì nó trở thành một cái cuộc cân não giữa hai người đàn ông rất là thông minh, giỏi giang, bộ não siêu phàm. Đấy thì đại khái là xuyên suốt cái câu chuyện này nó sẽ là cái quá trình để giải cái vụ án rất là hóc búa này. Nói chung nó là một cuốn rất là thuần trinh thám, nó khá là khác Naoko ở cái chỗ đấy. Đấy là điểm cộng của cái cuốn sách này. Cái điểm cộng thứ hai là mình thấy là nó cũng khá là kịch tính. Tức là một khi mà mình đã bắt đầu đọc vào guồng của cái chuyện phá án rồi ấy, thì là sẽ rất khó để đặt cái cuốn sách này xuống. Cái mạch truyện nó sẽ được để đi rất là nhanh, rất là mượt mà. Và cái điểm cộng cuối cùng của nó chính là thật ra đây là một câu chuyện tình yêu đội lốt trinh thám. Tức là đến cuối thì nó cũng không có một cái plot twist nào quá là đặc biệt, nhưng mà những cái cách phản ứng cũng như những hành động của những cái nhân vật này ở cuối truyện thì sẽ để lại rất là nhiều cảm xúc cho người đọc. Tại vì nó cũng là một câu chuyện khá là đấy, nó cũng một câu chuyện thiên về tình cảm và nó cũng rất là xúc động. Còn về điểm trừ của cuốn sách này ấy, thì đối với cá nhân mình thì mình cảm thấy là thật ra nó khá là dễ đoán. Cái điểm thứ hai là so với những cuốn sách khác thì mình cảm thấy là cuốn sách này tác giả xây dựng nội tâm nhân vật mình không thích lắm. Hoặc là có thể là bởi vì những cái nhân vật đấy không phải là gu của mình ý. Tức là mình đọc thì mình không thấy ấn tượng với nhân vật nào, hay là thấy kiểu ôi nhân vật này hay quá, tính cách hay quá, rồi họ thông minh quá hay gì đấy. Tức là mình kiểu tất cả các nhân vật đều được khai thác hơi nhạt nhòa ấy. Ok, và cuốn sách thứ ba là cuốn mà mình rất là thích, và đây là quyển, mình nghĩ đây là quyển đầu tiên mà mình đọc của bác Hego. Thì đấy chính là cuốn Tiệm Tạp Hóa Namiya. À cái gì nhở? Điều Kỳ Diệu à? Full tên của nó là Điều Kỳ Diệu ở Tiệm Tạp Hóa Namiya. Mình nghĩ đây là một cuốn sách yêu thích của rất là nhiều người. Thì ngoài cái chuyện mà nó rất là dễ đọc ra thì nó thật sự rất thú vị ý. Câu chuyện nó bắt đầu khi mà có ba cái nhân vật là Atsuya này, Shota và Kohei đi ăn cắp, đi khoáng đồ ở một cái ngôi nhà này, và sau đấy là chạy trốn trong đêm thì có lánh vào một cái căn nhà hoang, là một cái tiệm tạp hóa từ cách đây rất lâu, đã khoảng mấy chục năm trước rồi. Thì cái người chủ tiệm tạp hóa này là một người rất là nổi danh ở đây. Ngoài việc là người ta bán tạp hóa ấy, thì người ta còn hay tư vấn về tâm lý, tâm sinh lý, tình cảm và giải quyết những vấn đề phiền não cho những cái người sống ở trong cái khu vực đấy. Sau khi mà chủ tiệm qua đời thì ở cái thời điểm hiện tại, khi mà ba người này đang trốn ở trong cái tiệm tạp hóa cũ này, thì họ bắt đầu nhận được những cái bức thư từ quá khứ, những cái bức thư xin tư vấn. Thì mỗi cái bức thư ấy nó lại là mảnh đời của một người. Tức là trong cái cuốn sách này nó sẽ có rất nhiều câu chuyện. Lại một lần nữa thì cái cuốn sách này nó cũng là một cuốn sách mang cái yếu tố hoang đường kỳ ảo. Đấy là kiểu nó có một cái sự luân chuyển giữa không gian và thời gian, kiểu xuyên không các thứ ấy. Cái người mà tưởng chừng như rất là xa lạ và chả liên quan gì đến nhau này, tưởng là những cái câu chuyện rời rạc ấy, nhưng hóa ra nó lại liên quan hết đến nhau bằng cách này hoặc là cách khác. Thế cho nên là cái câu chuyện trở nên rất là sống động, và cái mối quan hệ giữa những cái người này cũng kiểu khiến cho người đọc cảm thấy rất là wow ấy. Cho mình cảm thấy là nó là một câu chuyện rất là vui vui, được xem những cái cuộc đời của người khác, có những cái drama thú vị. Là đây là một cuốn sách mà mình thấy là dễ đọc này, không bị nặng nề, không bị khiến cho mình cảm thấy quá là kiểu căng thẳng hồi hộp. Một cuốn sách rất là ý nghĩa, vui vẻ, ấm áp, và nó khiến cho mình nhận ra được nhiều những cái bài học trong cuộc sống, mà nó là những cái bài học rất là đơn giản thôi ấy, nhưng mà nhiều khi là mình quên mất nó, hoặc là mình không nghĩ là nó là những cái điều, những cái giá trị cốt lõi, những cái giá trị quan trọng, cho đến khi là mình
mình phải là cái người ở ngoài ấy, và mình nhìn vào câu chuyện của người khác ấy, thì mình sẽ nhìn nhận được cái vấn đề nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Tất cả những cái nhân vật trong này mình đều thấy rất là dễ thương ấy, gần như là mình cũng chẳng thấy cái nhân vật nào quá là phiền toái hay là gây khó chịu. Cái vấn đề lớn nhất của nó là nó không phù hợp với những bạn nào mà đang thích thể loại trinh thám hách não. Là mình không coi nó là một cuốn trinh thám cho lắm ý, là tại vì đối với mình nó cũng chỉ là một cuốn sách ý nghĩa và nó là một cuốn bình thường thôi, có một cái cốt truyện rất là lắt léo và khiến cho mình đọc liên tục không thể dừng lại được ý, thì mình nghĩ là đấy đã là quá đủ cho một cuốn sách rồi. Còn nếu như mọi người kỳ vọng ở một cái cuốn trinh thám mà nó trinh thám hơn thì mình nghĩ là đây sẽ không phải là cuốn sách dành cho mọi người. Ok, cuốn sách cuối cùng cũng là cuốn mà mình nghĩ là trọn vẹn nhất. Có đầy đủ các cái yếu tố để ai đọc cũng sẽ cảm thấy đây là một cuốn sách trinh thám hay. Ok, đấy chính là quyển Bạch Dạ Hành. Cái quyển Bạch Dạ Hành này mình cũng là một quyển trinh thám mình đọc gần đây nhất. Sau cái quyển này là mình cũng không có đọc thêm cuốn trinh thám nào nữa. Thì mình đã rất là muốn đọc cái quyển Bạch Dạ Hành này và quyển Thánh Giá Rỗng. Thì như Thánh Giá Rỗng cũng là của bác Hegel đúng không? Thì đây là hai quyển mà thấy mọi người khen rất là nổi đình nổi đám, mà nhất là fan cứng của trinh thám thì rất là thích hai quyển này. Thì mình thì đúng là khi mà đọc quyển Bạch Dạ Hành này thì mình công nhận là tại sao mọi người lại kiểu thích nó như thế. Ôi kiểu bây giờ mình nói đến mình vẫn hơi kiểu nổi gai ốc ý. Thì quyển Bạch Dạ Hành này nó là một cuốn sách khá là dày, tức là nó dày về số trang đã là một chuyện, nhưng mà nó là một quyển rất là có sức nặng ấy, bởi vì là cái câu chuyện mà nó kể kéo rất là dài. Nó kể về cả cuộc đời của một con người luôn, không phải là một con người mà là nhiều con người luôn. Để nói qua về nội dung cuốn sách ấy, thì cơ bản là nó bắt đầu với một cái vụ án giết người. Một người đàn ông này chết ở trong một cái ngôi nhà hoang, một chủ tiệm cầm đồ. Sau cái chết đầy bí ẩn của cái ông chủ tiệm cầm đồ đấy thì lại có một vụ án mạng khác. Và cái người chết trong vụ án mạng này lại là cái nghi phạm số 1 ở trong cái vụ của ông chủ tiệm cầm đồ kia. Câu chuyện nó sẽ được kể về chủ yếu là về hai nhân vật chính. Đấy chính là Ryo và Yukiho, là hai cái đứa con của hai cái gia đình mà có án mạng. Để đọc sẽ được dõi theo một cái hành trình 20 năm mà hết tội ác này đến tội ác khác sẽ diễn ra, và đằng sau tất cả những tội ác đấy thì đều có gọi là cái sự giật dây, cái sự nhúng tay của hai cái nhân vật chính này. Cơ bản là người đọc sẽ được chứng kiến Ryo và Yukiho từ khi còn là những đứa trẻ và phải vượt qua những cái trauma, những cái ám ảnh trong tuổi thơ, và sau đấy họ lớn lên, họ hành xử như thế nào, họ chọn sống một cái cuộc đời như thế nào. Và họ sẽ chính là giống như kiểu là tâm bão ấy. Xung quanh họ sẽ có rất nhiều những cái nhân vật khác, rất nhiều những cái mối liên hệ khác, và tất cả những người mà liên quan đến họ ấy thì đều chịu những cái sự bất hạnh rất là kinh khủng. Tất cả những cái nhân vật từ rất chính cho đến chính vừa, cho đến một số những cái nhân vật phụ, thì đều có tính cách rất là rõ ràng này, động cơ rất là rõ ràng. Càng đến gần cuối thì những cái bí mật kinh hoàng do Ryo và Yukiho tạo nên ý, và nó cũng liên quan đến cái vụ án từ 20 năm trước. Thật ra là đến cuối thì cái twist nó cũng không phải là quá khó đoán đâu. Gần như là người đọc cũng sẽ đoán được thôi, nếu như mà tập trung và để ý vào những cái hint. Tức là lâu lâu thì tác giả lại thả một cái hint gì đấy về những cái bí ẩn của những cái nhân vật này. Và cứ chỉ dừng ở đấy thôi, tức là sẽ luôn cái bí ẩn nó sẽ luôn được treo lơ lửng và không, và khiến cho mình không thể nào quên được về cái bí ẩn đấy, và mình sẽ luôn chờ đợi là ôi không biết là cái chương tiếp theo nó đã kể về cái chuyện này chưa. Và cái điểm cộng cuối cùng đấy là cái kết thúc rất là day dứt và rất là đau lòng. Tức là mình cảm thấy là trong cái câu chuyện này không có nhân vật nào là hoàn toàn xấu, tức là đương nhiên là những cái việc họ làm ra rất là kinh khủng, nhưng mà cái động cơ đằng sau đấy, cái câu chuyện đằng sau của họ ấy đã dẫn họ đến một cái lối sống như thế, và mình có thể hiểu được phần nào. Tức là mình cảm thấy là thương hơn, thương nhiều hơn là trách. Giống như kiểu là kiểu quá khứ của kẻ phản diện ý, thì ban đầu mình đọc về kẻ phản diện mình sẽ rất là ghét ý. Mình cảm thấy là ôi sẽ có cái người dở hơi thần kinh mà lại ác độc như thế. Thế nhưng mà khi mà biết được hết tất cả những cái chuyện mà họ đã xảy ra và họ đã phải vật lộn với cuộc sống này như thế nào ý, thì mình cũng phần nào hiểu được là tại sao họ lại có những cái hành động như thế. Và mình nghĩ là nó không chỉ là nói lên câu chuyện của một cá nhân ý, mà nó cũng đề cập đến rất là nhiều những cái vấn nạn
trong xã hội của nước Nhật. Thì khi mà mọi người đọc xong và gấp cái cuốn sách lại thì mọi người sẽ cảm thấy là mình cũng có một cái nhìn toàn cảnh về xã hội nước Nhật này, về những cái góc tối của cái xã hội đó. Điểm trừ của cuốn sách này thì đối với mình đấy là nó hơi bị dài dòng, có một số đoạn nó sẽ khá là dài dòng và lằng nhằng. Tức là cái cách mà tác giả sắp xếp cái cốt truyện, những cái câu chuyện nhỏ của từng nhân vật ý, kiểu cứ nhảy từ chuyện này sang chuyện kia, chả hiểu là tại sao lại đang kể về một cái vụ này, xong tự dưng lại nhảy hoàn toàn sang những cái nhân vật khác hẳn, chả liên quan gì. Đương nhiên là đến cuối thì họ sẽ kiểu được kết nối lại hết với nhau và nó sẽ được giải thích hết ra là tại sao lại lại có những cái đoạn chuyện về những cái nhân vật đấy. Nhưng mà khi mà đang đọc thì nó khá là kiểu khó hiểu ấy. Và một cái vấn đề khác đấy là nhiều nhân vật như thế thì nếu mà mọi người không đọc liền một lúc ấy, tức là mọi người đọc cách ngày ra hoặc là lâu lâu mọi người mới dở ra mọi người đọc ấy, thì mọi người sẽ dễ bị quên mất ấy. Tại vì là có quá nhiều nhân vật, quá nhiều cái tên, mình không thể nào mà nhớ hết được là đây là đóng cái vai trò gì ở trong cái vụ án, đóng cái vai trò gì để dẫn dắt cái câu chuyện này. Thế cho nên là nếu mà đọc thì mọi người hãy cố gắng là đọc cái quyển này một cách liền mạch. Và kiểu nếu mà khó nhớ quá thì mọi người có thể check note lại là nhân vật nào liên quan đến ai như thế nào ấy. Thì mình nghĩ là đây đều là những cái cuốn rất là nổi và dễ tìm mua ở Việt Nam. Thế cho nên là nếu mà bạn nào tò mò thì mọi người có thể xem cái video này và để tham khảo xem là cái kiểu chuyện nào mà mọi người sẽ muốn đọc. Tại vì mình nghĩ là Keigo cũng là một tác giả khá là chịu khó thay đổi cái cách kể chuyện cũng như là những cái chủ đề mà ông viết ấy, cũng rất là đa dạng ấy. Một tác giả mà chịu khó thử nghiệm những cái mới. Thế cho nên đôi khi sẽ có những cuốn mà mọi người rất thích, nhưng mà cũng có những cuốn là cũng không phải là quá là được đón nhận. Thì một lần nữa sắp xếp lại này, thì cái cuốn đầu tiên, tức là cái cuốn mà mình cho là hay nhất, đấy chính là cuốn Bạch Dạ Hành. Cuốn thứ hai sẽ là cuốn Tiệm Tạp Hóa Namiya. Cuốn thứ ba sẽ là cuốn Phía Sau Nghi Can X. Và cuốn cuối cùng sẽ là cuốn Bí Mật Naoko. Và nếu như mà cái cuốn sách nào mà mình cảm thấy không thích lắm, hoặc là cuốn mà mình rất thích và nó ngược với cả cái ý kiến của mọi người thì cũng không sao cả. Tại vì là mỗi người một gu đọc sách và cũng mỗi người một cái cách cảm nhận về những cái cuốn sách mà mình đã đọc ấy. Thế cho nên là mình rất muốn biết suy nghĩ của mọi người. Mọi người hãy cứ chia sẻ những cảm nhận của mọi người ở dưới. Và cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem hết cái video này. Mình nghĩ là nó sẽ là một cái video khá là dài. Hy vọng là nó sẽ giúp ích gì đấy cho mọi người trong quá trình chọn và đọc sách. Và hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất. Bye bye.